Tầng 7 của nha khoa Hùng Cường hiện tại được phân ra hai khu chính, khu vực trưng bày và phòng công nghệ cao. Với việc áp dụng công nghệ in nhựa 3D, Hùng Cường đã thay thế hoàn toàn việc lấy mẫu răng truyền thống, tăng độ chuẩn xác của mẫu răng cũng như tiết kiệm thời gian của cả bác sĩ và kỹ thuật viên. Máy in 3D sẽ sử dụng vật liệu được bảo dưỡng bằng tia cực tím để tạo thành mô hình từng lớp một khi nó bốc lên từ thùng chất lỏng. Và phong cách in 3D này có thể tạo ra các mô hình rất chi tiết. Sau khi hoàn tất in 3D, kỹ thuật viên sẽ xử lý hậu kỳ bằng cồn và cuối cùng sẽ đóng rắn bằng tia cực tím. Và sản phẩm hoàn thiện cuối cùng trên tay sẽ là mẫu răng của khách hàng. Và với tỷ lệ chính xác cực cao, tại nha khoa Hùng Cường, mỗi mẫu răng hoàn thiện sẽ được kỹ thuật viên khắc tên cùng với mẫu để tránh sự nhầm lẫn cũng như tối ưu thời gian cho các bác sĩ.